Đầu từ hôm nay mình cũng tranh thủ mình thay mấy cái chậu lớn, chậu từ chậu C8 ha, mình chuyển sang chậu C12 bít đít ha. Cái kia C8 là nó có lủng lỗ, lấy chỗ ông chú ổng ương rồi ông muốn lấy bịch. Mấy cây này bữa nay là coi như là không có ra được nha anh em. Mấy cây này bây giờ là bữa giờ 200 cây đáng lẽ đi giao đi Hậu Giang cho anh Châu, nhưng mà do cái dự án ở dưới nó bị thu hồi á, bây giờ mình tồn đọng lên 200 cây này thì nó cao cả mét ha. Giờ mình để trong chậu C8 thì đâu đủ sức đâu, đâu có bùn đâu để mà nó nuôi cho cây lớn. Giờ mình mới nhập về được 100 cái chậu C12 này thì bây giờ mình thay bùn mới, mình đổ nó qua đây luôn nha anh em. Qua đây thì có thể tương lai nó có ra, nó sẽ ok hơn và nó sẽ ra trái ra bông luôn nha. Đây mình sáng buổi trưa hôm nay mình mới tranh thủ làm được có 18 cây thôi. Đó. Mình vô được 18 chậu thôi, ngày mình làm chừng chút thôi chứ không có làm xiết được, tại con mình cây này nó cũng lớn ok lắm. Đó. Cây cao 1 mét thôi. Nhưng mà giờ mình nuôi đây để khi nào mà nó ra cặt bằng lú rễ lên cao mấy cây đó nó có thể ra bông ra trái luôn nha. Nó mới ok nha. Đó.